Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nam mạng. Đây là người thông thường, rất là thông minh, lanh lợi, tháo vát, làm việc có năng lực, vượt qua mọi trở ngại trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Họ cũng là người giàu tình cảm, dễ mến và giỏi kết giao bạn bè trong xã hội. Để có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của nam mạng tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng xem bài phân tích tử vi sau đây. Gia chủ nam mạng Nhâm Tý sinh năm 1972, có cung mệnh thuộc cung Chấn, trực chấp, mạng tăng đố mộc, cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà Thanh Đế, quan lộc, tân khổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, ông tử vi độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Nhâm Tý sinh năm 1972 thông qua bài thơ sau. Nhâm Tý số mạng như vậy, phong xương cũng lắm, tha phương cũng nhiều. Số này cách trở quê hương, đi ra xứ khác sinh phương nên nhà. Số phải khắc khẩu mẹ cha, ở gần cáng đắng, đi xa thì buồn. Số này cách trở lương duyên, thay nhà đổi bạn chuyên chuyên lắm bề. Chẳng nhờ cốt nhục họ hàng, tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên. Tiền vận chẳng đặng thành thơi, trở về vận cuối an nhàn tấm thân. Nhâm Tý nhờ có cuối nhân, tu nhân tích đức phước trời ban cho. Tổng quan, tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ, cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như một cây khi đơm bông kết trái, thì cuối cùng người khác lại hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thành thơi. Thường lao tâm, khổ trí, tuổi càng cao, càng nhiều lo nghĩ, không lúc nào bằng. Bởi vậy, số Nhâm Tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển nghề nghiệp, cuộc sống chỉ ở mãi mức độ trung bình. Tuổi Nhâm Tý suốt đời lo nghĩ, lao tâm, khổ trí, tuy được an nhàn về bản thế nhưng tâm não nhiều lo nghĩ. Cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc cũng như đường con cái, con cháu nên danh mau lẹ nhờ có phúc đức. Sống trường thọ từ 57 đến 60, nếu làm phước đức nhiều thì niên kỷ sẽ được tăng thêm. Tình duyên, tuổi Nhâm Tý về vấn đề tình duyên thì buổi đầu khắt khe, sau mới thành có nhiều thay đổi lương duyên vào lúc tuổi nhỏ. Nếu sinh nhằm các tháng này thì có nhiều thay đổi lương duyên hay trong việc lựa chọn vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền. Đó là Nhâm Tý sinh nhằm các tháng 1, 3, 7, 6 và 12 âm lịch. Nhưng nếu sinh vào các tháng này thì phải trải qua 3 đời vợ, đó là những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu sinh nhầm vào những tháng này thì phải qua 2 đời vợ, đó là những tháng giêng, tháng 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những ngày này thì tình duyên chung thủy, đó là các tháng 2, 9 và 10. Trên đây là tháng sinh của sự quyết định lương duyên. Nếu như sinh đúng tháng sinh mà chưa thực hiện đúng như trên thì chắc chắn sẽ còn có thêm nữa vậy. Gia đạo công danh, cuộc đời với công danh trầm lặng dường như là bước công danh không có nhiều may mắn, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui. Những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể, việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra. Sự nghiệp không có mấy vững chắc vào những năm giữa cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cho cuộc sống đến ngày hôm nay. Tiền tài rất ít nhưng không đến mức quá thiếu thốn, có thể tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt. Để vận trình công danh tài lộc được hanh thông, phát triển, nam chủ sinh năm 1972 nên thỉnh vòng tay tam hợp, thân, tí, thìn để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với ba viên mã não đỏ, khắc hình ba linh vật, thân tí thìn, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, tiền tài cho thân chủ, giúp gia chủ tiến thân mạnh mẽ, ngày càng vượng phát. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, thân tí thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn, nên chọn những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn. Bính thìn, giáp dần, canh thân. Những tuổi này làm ăn thì phát đạt vì hợp với Nhâm Tý. Lựa chọn vợ chồng, tuổi Nhâm Tý nếu lựa chọn được những tuổi này thì sống cao sang quyền quý. Đó là những tuổi giáp dần, bính thìn, canh thân, quý hợi, canh tuất. Những tuổi này rất hợp và tạo được hiển vinh. Những tuổi này kết hợp với Nhâm Tý chỉ tạo được một cuộc sống trung bình. Đó là các tuổi quý sửu, đinh tỵ, kỷ mùi, tân hợi, nhâm tuất, ất sửu, ất tỵ. Tuổi Nhâm Tý nếu gặp phải những tuổi này thì cuộc sống bần tiện cơ cực, tân dậu và kỷ dậu là hai tuổi trên.
Nhâm Tý sinh vào những tháng này có nhiều vợ hay thường đau khổ về đàn bà, đó là những tháng 1, 3, 7, 11 và 12 âm lịch, tuổi đại kỵ. Nhâm Tý đại kỵ với những tuổi này: Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Mão và Bính Ngọ, gặp những tuổi này thì sinh cảnh biệt ly hay tuyệt mạng. Về vấn đề làm ăn cũng như về lương duyên, khi gặp phải những tuổi kỵ như nói ở trên thì tất cả công việc đều có thể bị rắc rối, phiền phức và thất bại. Vì thế bạn phải xem sao hạn và cúng sao giải hạn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Nhâm Tý xuất hành vào ngày lẻ, giờ chẵn, tháng chẵn thì có lợi hơn những ngày giờ khác. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi đèo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật Hiển Linh che chở, phù hộ độ trì cho mọi sự may mắn, hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong phong thủy được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của các tầng lớp, quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây chính là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những nối kết chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Om Mani Padme Hum, là một câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt đẹp thì mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 đến 25 tuổi, năm 20 tuổi có nhiều cay đắng trong cuộc đời, nhưng phần tình duyên có nhiều tốt đẹp. 21 tuổi có phần hay đẹp về công danh, làm ăn được khá tốt. Năm 22 tuổi, năm này cần cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống. 23 tuổi, không nên đi xa, làm ăn có phần thất bại, bổn mạng yếu. 24 tuổi có nhiều trở lực, 25 tuổi tạm yên, không có gì quan trọng xảy ra. Từ 26 tuổi đến 30 tuổi, khoảng thời gian này rất đẹp cho sự làm ăn. 26 tuổi kết quả tốt đẹp về việc phát triển làm ăn. 27 tuổi có nhiều hy vọng về tài lộc. 28 tuổi kỵ tháng 3, những tháng khác đều tốt. 29 tuổi nhiều kết quả và có triển vọng tốt đẹp, cuộc sống hoàn toàn hay đẹp. 30 tuổi có phúc đức, năm này tài lộc dồi dào. Từ 31 tuổi đến 35 tuổi, năm 31 tuổi trung bình, kỵ đi xa hay làm ăn lớn. 32 tuổi có nhiều triển vọng tốt đẹp trong nghề nghiệp và cuộc đời. 33 và 34 tuổi, hai năm này bổn mạng có phần suy yếu, đề phòng bệnh tật. 35 tuổi, một năm khá hay về số mạng và cuộc đời. Từ 36 đến 40 tuổi, năm này nên thận trọng. Tuổi 36, sao bản mệnh chiếu mạng không được tốt về bổn mạng, hao tài. 37 tuổi, có nhiều hy vọng tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc đời. 38 tuổi, trừ tháng 2, 6 và 10 có hao tài, còn lại những tháng khác yên tĩnh. 39 tuổi, đỡ khổ, năm nay làm ăn thâu nhiều tài lộc, kỵ tháng 4, có đau bệnh, đi xa có tai nạn. 40 tuổi, tài lộc có phần hao hụt nên cẩn thận về tiền bạc. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi tạm được, kỵ tháng 4, 6, 8, 9 và 11, tháng này bất lợi. Năm 42 và 43 tuổi, 2 năm có nhiều trở ngại trong việc làm ăn. Năm 44 và 45 tuổi, 2 năm có nhiều tiền bạc cũng như về tài lộc và cuộc sống. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi được tốt, hy vọng tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời.
Năm 47 và 48 tuổi, hai năm gia đạo có nhiều rối rắm trong gia tộc, có đại nạn. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm bình thường. Từ 51 đến 55 tuổi, năm 51 tuổi không được tốt đẹp lắm, bổn mạng yếu. Năm 52 và 53 tuổi, hai năm này được khá đẹp, làm ăn nên cẩn thận về tiền bạc. Năm 54 và 55 tuổi không nên đi xa hay làm ăn lớn, có bổn mạng yếu. Từ 55 đến 57 tuổi, năm 55 tuổi, bạn bị hạn nặng, gặp sao La Hầu và hạn Tam Kheo, cần phải lo liệu và cẩn thận trong mọi công việc, nhất là bản thân có nhiều bất an. Năm 56 và 57 tuổi, vượt qua được tuổi 55 thì 56 và 57 yên tịnh, cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, rất kỵ tháng 8, 9 và 10 năm Bính Ngọ nên cần phải cẩn trọng đề phòng. Từ 58 đến 60 tuổi, năm 58 tuổi không được vững vàng lắm cho gia đạo. Bản thân có thể mang lại nhiều đại họa cho cuộc sống. Năm 59 tuổi tạo ra được nhiều tình cảm mến thương. Tóm lại những năm này có nhiều tình cảm, con cháu thương mến, cầu lấy nhiều phúc đức, làm căn bản cho cuộc sống, may ra còn có thể tăng thêm niên kỷ ở những năm tiếp theo. Thưa quý vị, tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm đến bởi việc phân tích và đánh giá tử vi có thể sẽ dự đoán trước được những biến động trong cuộc đời, đến 90% là chính xác. Hy vọng rằng tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 Nam Mạng đã có được những thông tin hữu ích về vận trình số phận của cuộc đời mình. Và nếu như quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì đừng ngại ngần, hãy đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để có thêm thông tin quý vị nhé. Chúc quý vị sức khỏe, an khang, thịnh vượng.